Ê, bây giờ tôi cảm giác vậy nè. Ông nhớ đợt đó ông chôn tôi cái gọi không? Có biết ông phải chôn không biết, đúng không? Sao vậy? Cái gì? Cái đồ mà nhúng trên mặt nước đó. Đồ nhúng mười mấy triệu một cái đó, đùa hả anh Khải? Nhưng mà ông làm cái đó là bị lỗi, cái là cái trọng lượng tôi nó quá nặng so với cái đồ ông làm. Hiểu không? Hiểu rồi. Bây giờ ông kiểu như ông phải thiết kế thế nào chứ, bây giờ hỏi giờ đầu tư vô cái đó hết nhiêu tiền ta? Mười mấy triệu. Không, cái bữa hôm ông làm bị lỗi kìa. Trăm mấy ngàn bây giờ đúng không? Bây giờ cắt ra. Ông chế tạo cho tôi một cái gọi là một cái thăng bằng, gọi là bây giờ mình đừng có nhúng mất sức. Đúng, em nghĩ lại rồi. Mình nên xài máy đúng không? Nhúng mất sức. Máy tốn tiền nữa. Máy mất sức, cho nên bây giờ mình chuyển sang mình đi chạy trên mặt nước như dạng như vừa đi tập thể dục vậy đó. Vừa ngắm cảnh vừa tập thể dục. À như kiểu đạp xe đạp á hả? Đúng rồi, giống như anh ra hồ Le, em biết cái hồ đây bên đẹp thế nào rồi đúng không? Đúng rồi. Đó, anh vừa đi, anh vừa ngắm cảnh, anh vừa nhìn mấy cặp đôi đang bắt chim chép hay là đang bắt cua rồi đó, vừa thưởng thức. Lỡ đâu mà có cặp đôi nằm đang trên đó. Mình nhìn thấy cặp đôi đang bắt chim chép cái mình lỡ lật xuồng thì khi đó chết luôn á. Thì nó bắt chim chép về nó nấu ăn mà, nó làm gì đâu, nó bắt cua về nó ăn mà. Thì ông Thảo nói thằng nó đi bắt chim chép, con đi bắt chim chép, anh nói thấy cặp đang bắt chim chép. Thì hai đứa gọi là một cặp đang bắt chim chép, đang bắt cua. Nói thì phải nói rõ ràng để thôi. Bây giờ sao, bây giờ ông chế cho tôi một cái gọi là một chiếc xe mà ngồi trên mặt nước mà dạng vừa đạp vừa thể dục trong cảnh á. Xe chế toàn bằng nhựa luôn, bao tắt chắc luôn. Được quá. Được. Đừng có lỗi như bữa hổm chưa. Đừng, không có lỗi nữa đâu. Lịch sử không lặp lại 3 lần. Nhớ đừng có để mà kiểu bị lần nữa đó. Đi năm nay lịch sử không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Rồi ông đi mua đi, em mua đồ đi. Đi. Ok, ngày hôm nay anh em tôi sẽ chế cho các bạn xe lội nước hoàn toàn bằng ống nhựa hết nha. Ok, mọi người quan sát nha, anh em tôi đã bắt đầu ráp nha. Rồi tí tôi giải thích sau nha. Ok. Đây nha, những bước hoàn thiện cuối cùng nha của chiếc xe chạy trên mặt nước nha. Nguyên cái xe bằng nhựa hết luôn nha, không có phụ thuộc gì hết nha. Cái này để anh em tôi thiết kế gắn thêm cái động cơ gì nữa là đúng bài. Để anh em tôi ra xong tính xem cái độ cân bằng nó nổi trên mặt nước không nha. Đây, những bước cuối cùng của công đoạn hoàn thiện. Ok. Chất người dơi. Ông nội ơi. Chất người dơi luôn. Đó. Nguyên bản ở đâu là đó. Đó chân lên thì gắn động cơ nữa. Vô lăng đi, gắn cái vô lăng á, kiểu lái luôn. Ok, này gắn được á. Ok, bây giờ mai gắn vô lăng lái cái chân bịch ở dưới lái. Đúng. Vô, gắn bình vô luôn là ok rồi đó. Đúng. Đây, anh em tôi đang gắn 4 cái động cơ nổi tự nhiên nha. 4 cái bình nước. Đó. Gắn vô 4 cái động cơ. Đây, tay cầm. Đây. Và đồ gác chân. Đây. Rồi. Mà nhớ là ông phải mua cái động cơ máy đây nha. Có, em gắn clip sau em sẽ gắn động cơ vô. Ừ, cái này là gọi là để gọi là một cái động cơ gọi là bằng tay. Mình chân chứ, bằng chân chứ. Mình đang test cái độ cân bằng đó. Đây, anh em tôi sẽ bắt đầu đi test xe chạy trên mặt nước nha. Ok. Đặc chị Đâu Đăng hân hạnh tài trợ chương trình này. Ok, trời đang mưa bão luôn nè. Trời đang mưa bão. Đi ra cánh đồng rau. Đẹp ha. Cái hồ này đúng không? Hồ này cạn quá. Rồi anh em tôi bắt đầu test cho mọi người coi nha. Đây.
đổ đều cho mặt nước không. Rồi, anh em tôi sẽ test cái xe chạy trên nước mọi người coi nha. Bây giờ test cái độ cân bằng đã nha. À, anh em tôi sẽ gắn cái động cơ sau nha. Ước gì mà có cái động cơ nữa thì clip sau có động cơ cắt chanh luôn. Cơ bản anh test cái độ cân bằng nó ổn không đã. Chứ... Ông hứa đi. Thiệt. Thề đi. Thiệt anh Lê xem khí động lực học của chúng ta là như thế nào đó. Khí động lực học. Khí động lực học. Rồi, anh lên cái xe đi anh. Cân bằng chưa? Thì phải có một cái độ cân bằng. Ok. Đủ. Thấy chưa? Nổi chưa? Cái gì? Nổi chưa? Nổi đúng không? Nếu mà nổi thì anh em tôi sẽ gắn động cơ cho mọi người đi nè. Nổi là gắn động cơ cho mọi người đi. Ok, quá quá tuyệt vời. Phải gắn động cơ, không gắn động cơ, bơm, cái này nó mệt chết. Đây phải gắn động cơ vô rồi. Cái này mà sao mà ok là 4 thùng nó nổi trọng lực anh là ok đúng không? Nếu mà 4 thùng thì chắc 2 người là vô tên luôn á. Rồi ok, nổi này nha mọi người, bây giờ anh em tôi về, anh em tôi gắn động cơ nè.